Thí chủ. A Di Đà Phật. Lá cỏ giúp con cầm máu, giảm đau và mau lành vết thương. Anh Quang. Em. Anh muốn gì? Cờ. Còn sao? Tụi tôi chỉ muốn được sống bình yên. Một con điếm, một thằng buôn ma túy, có thể sống bình yên được không? Tụi tôi vẫn còn đường để phục thiện. Anh đừng quá định kiến như vậy. Điếm, mày đặt lên tiếng. Trong cuộc đời này, mày mãi mãi chỉ là một con điếm nhơ nhuốc. Thân thể của mày tích hợp tất cả cặn bã của loài người. Dù là điếm, tôi vẫn là một con người. Anh nhớ cho. Nhớ cho mày là một con người sao? Người như mày, như tao, như thằng cò, chỉ là thừa. Mày hiểu không? Dạ. Yeah.
Chị Miên, chị ói hả? Miên đi học có vui không? Chị bị sao vậy? Không biết. Chị. Hả? Em nói chuyện này chị đừng la em. Sao la mi? Chuyện gì? Em cho anh Hải biết nhà này rồi. Mi. Thiệt tình. Em thấy chị suy nghĩ gì lạ quá. Anh Hải sắp lên đường đi xa rồi. 3 năm nữa mới trở về. 3 năm nữa. Có thể chị đã nguôi ngoai phần nào. Nỗi đau cũng bớt ê buốt hơn. Việc gì chị phải hành hạ mình như vậy? Mi không biết chi chuyện người lớn hết. Đã dặn Mi rồi. Chỗ này nước ngập đó Miên. Anh Hải. Miên bệnh hả? Thư của má gửi cho Miên nè. Má của em khỏe không anh Hải? Khỏe. Má vui lắm. Vì cho anh Chu bắt đầu đi học. Má viết gì chị Miên? Má viết. Má nhớ mình. Má viết vậy hả? Má có biết viết đâu. Má vẽ con gà mái với 2 con gà con nè. Mai hãy đi. Thích anh Hải hen.
Chanh Chu sau này học giỏi cũng sẽ được đi. Thì không hại. Thiệt mà. Mày đi đâu? Mẹ kiếp, bắt nó sao? Hồng ơi Hồng, cô đẩy Hồng vào con đường này rồi. Cô muốn nhiều thứ tốt đẹp hơn. Cô chỉ muốn Hồng được hạnh phúc. Vậy mà một chút hạnh phúc cô cũng không mang đến được cho Hồng nữa. Hồng có hạnh phúc, cô không thấy điều đó sao? Từ khi có cò, trong lòng của Hồng đầy những niềm vui nho nhỏ. Cò là người duy nhất yêu thương Hồng. Cò là người duy nhất mang đến cho Hồng sự bình an. Cò là người duy nhất mang đến cho Hồng một niềm tin vào ngày mai, tương lai và hiện tại. Quá khứ sẽ qua khỏi cuộc đời của Hồng và của cò. Quá khứ sẽ như mây trôi cò. Hồng sao vậy? Hồng, Hồng,
không. Hải Đạt tạm biệt Sài Gòn đó hả? Jimmy, rồi anh Hải sẽ trở về. Chị buồn thì cứ khóc. Người Sài Gòn muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười. Chị giữ nó trong lòng chỉ càng thêm đau. Mướt dữ ha. Dạ. À, cũng cao ráo quá. Em vô đây. À,
dễ thương quá ha. Để tôi. Được, để tôi nha. Nhiều em? 100. 80 nha. Không. Trời ơi, thôi xuống đi, trả giá hoài. Được rồi, đi. Đi. Cẩn thận nha, tôi trước nha. Cẩn thận. Không đâu. Bố sao mua chi vậy? Cò à, cò có nghe lời Hồng không? Nghe lời gì? Đi tự thú đi. Không. Cò muốn sống như vậy hoài sao? Số phận nó vậy mà. Tại sao cò lại chấp nhận số phận? Nếu vậy sao trước đó Hồng chấp nhận làm điếm? Vì trước đó chưa bao giờ Hồng nghĩ là Hồng sẽ gặp được cò. Chỉ mong cò
đừng bao giờ chấp nhận số phận. Dạ, mời anh xin ra. Bà con.
Dạ. Con làm bằng cánh ra đi. Ai còn đủ bước xuống. Về rồi hả? Trời màu xanh, tóc màu xanh, trần gian lắm nỗi cơ điều ai ơi. Trời màu mây, tóc màu mây, xanh thông thậm lắm nụ cười em tôi. Trời ngàn thu, tóc ngày thu, đời xanh sao kiếp đọa đài thân côi. Beep, 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 beep.
Chị My, chị bị gì? Chị không biết. Sao chị lại không biết? Sao chị không đi khám? Chị có thai phải không? Đánh chú! Đánh chú!